đảnh lễ, cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Phục nguyện Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật. Nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, điện linh quang tế độ chúng sanh. Hỏi ai chớ có lạc lầm, đời vàng châu ngọc chỉ rành nếu tu. Cõi trần thế mệt mồ tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm đi mau thức tình mẹ ban chúc lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Trai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng, trăm ngàn muôn kiếp ta dễ gặp đâu. Hạ quân kỳ ba không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Chân đu tiền thành tâm trình mẫu, ngọn linh đăng tôi tấu mười phương. Điện quang tỏa từ mẫu tây phương chứng đàn, mẹ giang thế độ an non nước na, truyền liền linh ban phước giảng dân. Nguồn thương sâu đồng băng khoăn, nhìn đăng lòng tương mẹ gần sống nào.
cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ. Mẹ sáng khai quá độ khắp nơi, núi sông vũ trụ đất trời chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng son, dạng dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẹ hiền lễ nhỏ dòng cháu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mau từ cố điển nhiệm màu chính minh. Chốn trần miền cung nhìn đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ con, thượng tầng mẹ phủ càng khôn chuyển khai hoằng đạo pháp ba môn hành thường. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thầm thầm viếng mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chành lòng con trẻ tuôn dần lễ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió,
chánh ly giác đạo vàng rực rỡ hạ bồ đề hay nở rừng cây đêm thiền nói nghiệp tháng mây điển thiên mẹ chứng nhật ngay kinh đàn nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh hoa tươi thắm kính dân từ địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh quả tươi xanh tâm thành cung kính tiên kẻ cờ nguyện thành từ tôn điển linh phủ khắp bi càng khôn chuyển khai đại đạo tiếng a đòn vang xa tùng kinh mẫu gia gia ngọn mơ mẹ giáng trần con nghi đoạn sơ khai lời châu ghi lại trần ai là do quyết mạch phi tài từ tôn quái linh mẫu bao gồm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp ba thủ điển tiên phương
mùa màng xuân tốt tươi xanh, quả quả âm nhát hương lành từ bi. Thăm ăn mẹ khắc ghi xanh sở kỷ niệm ngày mẹ ngự tông trung, dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thánh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ cô quy dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu giữa sanh bảo mạng chân kinh. Cung cảnh dân thủy thành thơm nhát nga, nhớ căn mười thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu huyền thủy thành bát ngọc thân quyền cung ngân. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân nghị lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền. Dân thì kiền thiền dòng bãi điện mẫu từ phố rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khiến đời ngỡ ngơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng ngào ngạt bán chung con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm, biển sông sâu thăm mê thầm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển quyền linh tỏ sáng mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kim ngon
từ tốn tha thiết khuyên con hiếu trong giữ dạng cho tròn mẹ hiền điểm bao còn chúng sanh tam nhật mẫu thành tâm kính mẫu tâm lòng son dòng thấu diêu cung gia gia xâm hợp trong phòng dân an quốc thế hưởng chung thanh bình mùa màng được sinh tươi sông tốt mẹ đổ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy mà nên linh căn mẹ dưới trên phân rõ tâm dân kinh mẹ tỏ lời châu hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận Phật mẫu ngữ thượng tầng độ thế điển chân linh phước huệ rải ban tâm kinh mẫu dạy rõ ràng con lành hiếu thảo đàng tràng cung nghênh phước lộc thọ hiển vinh do mẫu trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên dân an nước thành nhà yên lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì thơ ngâm diệu quyền di cơ mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh xưa vua bàn cổ phong danh diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn hồi chân linh mẫu xét soi vũ trụ điển âm dương kết ta tổ thai nhi thượng phần mẫu ngự phương phi phần ra thiên địa trị vì chúng sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết khi âm dương hội nghĩa cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân vậy ai mới bước lành đường đạo phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời châu mẹ giải quyền linh hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời nhật nguyệt tinh phương
trời tỏa sáng, mái hiền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện Thiên Mẹ bảo tồn vinh cổ, chốn trung ương Mẹ thủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phụ quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diêu đài. Thiên địa lập âm lai dương khơi, khi thần giáo dành giới điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp ma luân thường chuyển siêu thành căn nguyên. Chính Mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh, phổ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng qua qua xanh xanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi. Thần với khi hiệp thành thai thanh, Mẹ cô mang cành cánh đi thập niên. Tình thương mẫu tử tiên liên, mười thô đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong y bát quái thần vào tám hướng, tám quả do mọi hướng định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyến dòng thánh thai. Mình quân sức thế trần ai sao, về thiên tử khi tài quyền quan. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tám địa thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục thi ngài hay biến quá, bát quái phân phát quả điển linh. Chỉ rành tám hương thân thân, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nóng phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống
lô truyền cơm áo chốn trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vô trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, thượng tầng bao phủ điện tiên, chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở say, gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thú cầm, có ngủ nhạc bóng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng sanh, các đời dương đế đại danh, từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra. Danh đi làm có năm mẹ tỏ thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sơn rơi, có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ gió nơi màu hoàng. Năm dân lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành hưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phụ đầy. Khi lìa thế gọi thấy thân mẫu, sự quá xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tính quyền, kìa lâu đài cung điện quy nga, am chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân. Chư Phật đất kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bộ đó đây, hiểu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra, dương hầu vạn quốc gia gia, cũng do linh mẹ bán ra tôn sùng. Người dưới tế hiếu rung vạn dở, bao quyền linh sao trước mẹ ban, dân an quốc thái nhà an, để dương cùng cảnh mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dở
dập dòm chinh chiến, cùng do nơi mẫu chén phạt hầm. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điện mẹ dằm đó ở đây? Có tạo lạnh the đầy lúa dài, cùng quá quá rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, nào là lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẹ gần đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh nay khỏi bệnh đau. Hoa xanh linh dược nhiệm màu, cao lương bị dậy thiếu hoa đau vật nào. Lại có dấm châu dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm dạng mùi hương, lao tâm bỏng quyết khi đoạn vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, dù khói đau từ máu chân sàn. Nỡ nào quên đức nghĩa cho đành, vật ăn uống mẹ dành cho đó. Sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cành đai áo mạo phù qua bạc tiền, vật dụng hiện ra hàng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng, thân mẫu xanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng sót trên đời, máu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tận hoàng tạo hóa, do màu xanh ra quả địa cầu. Dương trần như thể bèo trôi, canh đời trống rỗng thám mơ sầu nắng bi. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát bàn lãnh biệt tinh. Từ vua chúa tới quân binh, sẽ đều tận diệt nhân xâm điêu tàn. Phương hướng dành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị thiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu, phải đành cam chịu quạnh yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh.
trên kênh Thọ Trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điện lành ban phước, sắc lệnh phế người được hiển danh. Khi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giáng bút ngọc linh kỳ hiền, nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt. Chân khí như ánh đuốc thiên tiên, mẫu cho phán bổn hoàng nguyên chân thần đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh, chẳng tu hường cảnh thượng đài, khai tâm trung kiện đạo ngay lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cầu quán tưởng sâu xa kinh mẫu chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lành mẹ có gì tinh thần văn võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dòng nhà đành sao. Tao nhân mặt khách anh tài, nông thương trong sĩ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên, đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chánh pháp bây đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân Phật mẫu diêu trì, đò đài muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hổm đọn quá xanh, thở còn mồ mịt trước thanh chẳng tường. Thiên địa chia âm giới dương khí, thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ chính nay ngàn sáu trăm, thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt lý diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng tự giả con thơ, quá thần chớp nhoáng phút giờ chia ly. Thứ không ngữ mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi.
khinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền nước sóng mây trùng dương, nào ai để dạ vấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước kê mong quyết mạch trùng hồn. Sớm về điện ngọc cung diêu, bon lành cố gắng yêu trong tu tiền. Hỏi tí sổ hỏi tí sổ khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Mọi câu mọi ý lời mẹ thuyết, con từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiên ta, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai. Ấm mây no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờn. Điện quan mẹ bảo toàn trường cổ, đổ con thơ hỏi đổ diêu công. Nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy sâu trồng bỏ ăn. Cuộc sống đi đành khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thì quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, nghe đúng trăng mười vào tiết trời đông. Mẫu từ mẫu từ xuất hiện thần thông vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con hiếu đàn tràng khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thành
máu tờ. Đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả dân hương đăng tất cả khiếp tinh. Cùng nhau hỏi hiệp trì kinh sớ dân từ mạo chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đồ đầy, từ tôn đại thọ nghi đầy cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu bằng hần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui tưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo, năm trai làm kế tạo lửa hương. Hai giai hiếu đạo thuần lương, đời đời nói giỏi toàn đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, cảnh lễ ngày kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên sinh vạn đại hưởng âm đức dài. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an sanh. Bảo toàn tánh mạng chúng sanh, mẫu hoàng phổ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiện thiền dòng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho sức thánh nhân, thông minh sức chung muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền đơn, phải sùng am tự quả sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tượng bái từ tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu tử, làm đặng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắn sức xây tái tạo mau đi. Tùy với leo phương tiện hữu di, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẹ chứng lòng thành cao
tâm hảo, sẽ ghi con tên Thảo đệ danh. Thẻ ngọc mẹ chuyện bút phê, tâm phàm phổi sạch ta trở về Diêu Cung. Bởi vì con tận trung tận nghiêu, đắc quả cao cổ kiêu khai minh. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quán minh tâm thầm. Mẹ sắc tư phong danh muôn thọ, chánh quả thành dứt nở trần ai. Bán cho cụ phẩm điên đài trung ương, thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phổ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban đỏ hướng hồng ân, đủ danh này bố điện muôn phần gia giang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lạy địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này, với anh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an ban chân còn đơn. Nam mô con kính lại địa mẫu, ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mài. Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng mẫu nghi tư hài, danh lần khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu, đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép là cứu trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ,
ngũ canh từ. Canh một nhìn trần lệ tuôn rơi, chúng dân khổ lệ nạn tới bời, nên lo tu tình này con dạy lại mẹ nguyện cầu bể khổ giới. Cánh hai điện lực ngã rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm dòng vật chất, chôn lấp linh đời giấc nam ca. Cánh tư đắm lệ cõi ta bà, điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu giúp quan thiên. Thiện nhân cú giấc tu hành dày, di lạc quái linh dạy chư. Ngày ngày lòng mẹ băn khoăn cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần, nở nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm gian, nếu không có mẹ tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con công, mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên chuyện vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối
con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa lễ chí thành, con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ cần dạy biểu, con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bên chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chi tịnh, giữ một lòng vẫn nhìn lo tu. Giờ này là tuyết âm mô điển thiên, nghe mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cùng son bờ bến, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp bạc ngang bài, thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Con lên bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu kỳ kim mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền vọng bay mẫu hoàng, chấn chỉnh đạo giao sắp an dân thần. Độ người khỏi chốn mù minh, vọng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tai quả đã dương, lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ. Gió cực tự tôn tay viên ba chủ, dương cung tay mẫu đê đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống hướng lân tình thành, khắp trong dân chúng đi làm lành. Thương yêu dầm giúp chẳng đành bỏ nhau, mây lành rọi tỏ năm màu. Có cây tươi tốt lào lào thái dương, yên vui bốn ma bể mới tường cơ. Trời sắp đặt mưng thường dễ gian, diêu kỳ chẳng chỉnh sửa sang. Bao nguồn về cõi một đàn chánh quy, kiện thiền vọng bái từ tôn chuẩn nghi. Cao ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện vọng ước ngao thái bình.
vô thượng hư không, diêu thần Phật mẫu phát đại chứng minh. Phẩm kinh con mới đọc rồi, nguyện xin phước khi đức dùng bồi chúng sinh, cho người thức tận tu hành bên mê phút chốc biến thành ao sen. Lý kinh sang suốt như đèn rọi vào tâm trí, tối đen sáng đèn tổng chân đẻ mẫu có duyên gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điển quang, mẹ chiếu linh căn sáng cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện quyết chi gắn công phu. Nam mô vô lượng hư không, địa mẫu vượt sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc từ thị tôn Phật. Nam mô linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật A Cú Cần Thế, nguyện xin phước y đức hùng bồi chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy trần gian sửa tâm chứng đất thiệt thời, linh căn mẹ điệp mỗi kỳ long hoa. Quy tăng chân truyền máu đại, phải ăn chay với lực nghiêm trang, giá tạm lưng hồi vô di thượng cảnh trở về thiên cung. Nam mô vô lượng hư không, diêu trì Phật mẫu phát đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh do gia đình Phật tử Trần Văn Cao, pháp danh Thiện Ân 62 tuổi, Phạm Thị Bảy pháp danh Diệu Trầm 56 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn pháp danh Thiện Minh 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương pháp danh Diệu Lan 36 tuổi, Nguyễn Hồng Lệ pháp danh Huệ Châu 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng pháp danh Minh Hậu 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài pháp danh Thiện Phúc 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nhi pháp danh Diệu Tầm 27 tuổi, Nguyễn Văn Phước pháp danh Thiện Điền 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang pháp danh Diệu Hưởng 30 tuổi, hiện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Tâm thành ấn tông chân kinh truyền ra đại chúng gần xa nghe cùng, nghe kinh mẫu sanh nơi lòng tôn kính, phước nghi báo này quan hệ biết bao
phong